Mà thấy có vẻ nó cũng nước nó sắp sắp chứ nó không sâu. Không kẹo ha. Hơn 2 mét hả? Cái này là thiên nhiên. Không kìa. Bãi đỉnh nó là chùa thương mại mà. Bãi đỉnh nó chỉ làm to và vàng thu hút khách du lịch chứ nó có thờ cúng gì đâu. Này ngọt đẹp quá. So beautiful. Yeah, con đang quay. À, giống như đá vôi của bên động gì đó. Thiên cung. Và chừng đầu. Dạ, đúng rồi. Phim Kim Dung nha. Dạ. Vì nói chú em muốn cho thái được cái hoa sen. Em có thái mình thái được cái hoa sen. Dạ, không thái được đâu. Mình không cho mình thái các bạn con. Thái họ phạt. Đẹp quá. Chơi trò ba hái hai bé nhụy. Wow. Đẹp quá. Đẹp quá. Trước này. Mình ngồi thì to thì mình sẽ không thấy. Đúng rồi. Mình đi như này mình mới thích nè. Đi nó thích hơn nè. Đúng rồi, mình đi cái ô cá à, con chim. Chim kìa. Quay chim là vì cái lồ nước này đây này. Đây, đây, đây.